người, hôm nay mình sẽ làm thử thách Shopee haul dưới 500k. 500k mua được gì mọi người, bao nhiêu món, cùng mình xem thử nha. Nhưng mà lần đầu tiên mình làm á, cho nên cũng không biết bắt đầu từ đâu. Bắt đầu đại thôi nha mọi người nè. Mình mua thì không có tới 500k nha mọi người. Tính luôn tiền ship là tầm 400 mấy thôi. Là tính luôn tiền ship thôi nha. Đây, đầu tiên là cái này. Là hai cái áo nha mọi người. Áo này là 46k. Áo crop top polo, cỏ polo nha mọi người. Nè, đẹp không? Mình cũng không biết review sao nữa, lần đầu mình làm á. Cái này thì vẽ thun nha mọi người, một chút mình mặc cho mọi người coi sao nha. Còn cái này là cũng là áo crop top của mọi người, cũng màu trắng màu đen. Đây. Đó, mình thấy mấy cái rẻ hơn nữa, mình nghĩ chắc mà không được đâu, cho nên mình không có mua. Mình chọn mấy cái nào mà nói chung cái nào có đánh giá tốt mình mới mua. Cái này là 30 mấy k, 39k hay sao á. Đó, có cái cúc áo nữa nè. Chút mình mặc cho mọi người coi sao nha. Cúc thiệt nha mọi người, không phải người ta dán vô đâu. Mình có bỏ link ở bên dưới á, mọi người có thể vào coi nha. Tiếp theo là quần jogger 58k nha mọi người. Đó, nói chung này mặc ở nhà nha, 56k. Rồi tiếp theo là tới cái quần jean, quần bò mà quần jean 110 mấy k thôi mọi người, 118k hay sao mình quên rồi. Mình có bỏ link ở dưới á, chúc mình mặc cho mọi người coi sao nha. Và cái mắc nhất là cái này. Và cái mắc nhất là cái này, quần yếm đó mọi người, 169k. Nói chung là 500k thì mua được tầm 5 món đồ nha, hai cái áo với ba cái quần. Và cái mắc nhất là hai cái quần jean, cái quần jean với cái quần yếm này, cái quần yếm này mắc nhất nha, 169k. Rồi bây giờ để mình mặc cho mọi người coi nha, mọi người đợi mình chút nha. Đây mọi người, thấy sao? Mọi người thấy đẹp không? Không biết sao là trong hình mẫu thì thấy nó rộng rộng ra một chút đúng không? Còn của mình thì nó ôm, chắc là mình mặc không hay sao á. Nè, đẹp không mọi người? Ok, bây giờ mình sẽ thử mặc cái áo này nha mọi người. Đây, cái áo thứ hai mọi người thấy sao? Cái áo này thì không có quá mỏng nha mọi người, mặc được ấy. Chỉ có 39k thôi, cái áo hồi nãy là 46k. Để mình mặc thử cái áo này với cái quần jogger này nha. Cái quần này thì 56k, đẹp không? Tiếp theo mình sẽ thử cái quần jean này nha mọi người. Để mình leo lên cho mọi người coi cái quần jean nha. Wow, mình chưa có cắt cái ái mọi người. Đây, nó vừa tiếng của mình luôn đấy. Nè, mọi người săn lên. Wow, mặc với cái áo crop top là quá đẹp luôn. Tiếp theo mình sẽ mặc thử cái quần yếm này cho mọi người coi nha. Wow mọi người ơi, cái áo này với cái quần yếm này mặc vào y như trẻ là 10 tuổi luôn vậy á. Đó mọi người thấy không, nó rất là hợp luôn. Bây giờ mình đứng lên cho mọi người coi nha. Wow, rất là hợp luôn mọi người. Nè mình mặc nó hơi rộng một chút. Nói chung là rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Review mọi người cái áo thương hiệu của mình nè. Đó, áo option mặc hoài nó vẫn, nói chung là nó bền lắm mọi người, nó rách luôn nè, nhưng mà mặc vẫn còn thấy đẹp luôn, không hiểu vì sao vậy không? Mình cảm thấy nó còn rất đẹp, nó vô giá mọi người, vô giá đối với mình thôi nha. Nói chung đồ trên Shopee dưới 100k thì mình thấy có cái đẹp, có cái không, có cái mặc nó rẻ nhưng mà nó cũng rất là đẹp mọi người. Nhưng mà mình thấy đa số là trên 150k là mặc đẹp nhất và hợp với túi tiền nhất. Lần đầu làm Shopee haul nói chung là còn nhiều thiếu sót mà mọi người bỏ qua cho mình nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau, bye bye.